Dạ mến chào quý cô chú ha. Hôm nay mình đến nhà vườn của em Minh Phú, có cái lô Mỹ Hồng này khoảng tầm 100 cây. Giao lưu chia sẻ với quý cô chú mình xem tham khảo nha. Rồi chào Phú. Dạ chào anh Thái và chào tất cả các anh em cô chú đang ủng hộ kênh của Thái. Hôm nay em xin giao lưu một cái lô Mỹ Hồng này hoành từ 10 tới 12. Anh em nào mua số lượng sỉ thì càng tốt, anh em nào mua 1-2 cây vẫn ship bình thường. Rồi. Dạ. Thì cái tông này nó rất là đẹp nha quý chú, ở chỗ là cái từ cái thốt thân cho tới cái tàn, nói chung là cái lô này nó đu tàn này. Dạ. Mà tàn thì rất là đặc luôn. Thốt thân mấy cây này từ 50 tới 55 không anh em. Tay cành rất là lực. 50. Còn cũ ở dưới nữa anh em. Còn sâu ha, cây, em đo sâu. Đo hào hào cái hoành cho anh em coi. Cây 2 cây. Bên 11. Rồi. Mình đo hỏng trên này không nè. Đây có cái hoành bên này nữa nè. Hoành này có củ đế nè. Này chắc 12 quá. 13, 12. Rồi. Gần 13 quá. À, nói chung cái lô này thì dao động từ 10 cho tới 12 đi quý chú ơi. Nó tầm khoảng vậy. Và rất là đặc ở chỗ là Cái tàn nó đặc bây giờ đi vô không được, khó đi lắm. Mà cái phơm tàn quý chú mình thấy tay cạnh như thế này thì cũng dễ hình dung rồi ha. Cái phơm tàn một cây là 1m2 đó mình nè. Cấp khoảng cây là 1m2 đó. Rồi, cái này chiều cao em chiều cao nói chung tầm khoảng 1m4, 1m5 đó anh em ơi. Lô này có thể là đạt hơn. Dạ. Nhưng mà mình tính 1m5 đi. 1m5. Này như cây này tại vì giờ bên em đứng như em nè, em đứng ngang đây là nó còn dư ở trên nè. Dạ. Này tầm khoảng 1m7 chiều cao á. Anh em nào mua hàng sỉ thì em ship em bứng nguyên cây lớn giống vậy. Còn nếu mà mua lẻ 1-2 cây á, phải cuôn lại. Tại vì giờ bên nhà xe lộc ở bên bưu cục á, nhiều chỗ á, đi vô giao tặng nhà thì nó phải bắt buộc phải một từ giá 1m5 chứ không cho lố. Là cái này ví dụ như mình bứng những cây này thì mình canh theo 1m5. Canh theo 1m5. Em đo lên tầm khoảng đúng 1m5, chiều cao tầm khoảng bao nhiêu mình từ cái ở dưới lên. Đây, đúng 1m5 tới đây nè mấy anh em. Như bấm mấy cái phớt rồi sao? Bấm mấy phớt xương xương về cho anh em cool lại. Bấm cái con tìm. Cái phớt con lại cái con cái chớp ở trên thôi. Chớp trên thôi. Phơm tàn vẫn còn đặc, vẫn còn dày. Lô này nói chung cái tuổi cũng tầm khoảng hơn 2 năm rồi. Lô này thốt thân cũng động trạng ha. Dạ thốt thân 50. Rồi em đo ở trên cái eo trên này coi nó bóp lại còn nhiêu em. Bóp lại còn 11. 2 cm ha. Dạ. Lô này rất là đặc quá chú, giờ không có đi vô đó được rồi. Tay cành là tứ diện. Quý chú nào nếu như mà lấy hết lô này 100 cây thì mình có thể đến vườn mình xem và mình lựa chọn cái phương thức giao lưu ha. Dạ. Mà mình lấy sỉ ví dụ hết lô này mình để lại giá nhiêu em? Giá nếu mà anh em lấy sỉ hết lô này á là em tặng 100 cây em tặng 10 cây và giá của nó là 300k. Rồi. Còn anh em nào lấy 10 cây, 20 cây á em bao phí ship tới nhà luôn là 450. Rồi. Còn mua lẻ? Còn mua lẻ 1-2 cây giá là 550. Rồi. Đây quý chú. Dạ. Phải nói là nó rất là đặc luôn. Không có cái đường đi vô luôn rồi, mình đi dài qua bên kia. Lô này cái phơm tàn nó rất là cao nha. Phải đưa máy lên. Bên này có đường đi mà. Bên đây thì khó lắm luôn. Phải chen phải càng vô vậy nè. Càng vô mới được. Đi, mình đi. Lô này nó phải khó, rất là khó quay quý chú. Khó. Đi phải lòn theo mấy cái bờ như thế này nè. Đặt hết trơn quý chú, lá xanh đen luôn nha. Để mình đi qua cái bờ bên đây, mình chia sẻ cái bờ bên đây. Chứ bây giờ là đi vô sâu trong vườn là đi không được. Tại vì tàn nó đu với nhau hết rồi. Phơm tàn nó trống rồi, mấy anh em xem chim. Cho mấy anh em coi phơm tàn nó. Đây, mình không có phơm tàn cũng tròn ha. Tròn, rất là tròn. Rồi em lắc cái tà cây. Đó, quý chú mình thấy cái phơm tàn nha. Và cái cây này chắc tầm khoảng tàn ngang tầm nếu như hết thước tầm khoảng 1m7 á. Mình tính 1m5 thôi. Tính 1m5. Hoành 13. Rồi, tính 12 đi ha. Dạ. Nói chung em bao số đo chuẩn là hoành từ 10 đến 12 đó. Thốt thân lô này rất là sạch luôn. Dạ, thốt thân rất là sạch, cây rất là già, cây lên già me. Như có cây bên này nó một cốt thẳng đứng nè, mình chui vô đây nè. Đây. Đây, coi đó cây nằm ở trong vậy anh em con anh em. Rồi, đây.
mình 10. Rồi, mình dao động từ 10. Từ trên 10 này, em đo trên này coi. Trên đây là 11. Anh nhìn là anh nhắm tầm khoảng 11. 11. Đúng không? Đúng. Trên cây thân rất là lực, rất là... Đế còn nguyên kim luôn, đế chưa động đĩa gì hết. Chưa động đĩa. Lâu này già cây lắm rồi. Thay như cây ngoài bìa ngoài này nè Phú. Một cái cây dáng trực và cái tông rất là đẹp ha, tròn vo luôn. Cây này nó lòi được cái củ nhẹ nhẹ lên nè, em sẵn khui cho mấy anh em coi luôn. Mấy nè, củ nè mấy nè. Cây có đế hết ha. Có đế, có củ hết. Và nó một cốt nó thẳng như cây đàn cây luôn. Dạ yeah. Bên này 13. 13 rưỡi. Thì dao động từ 10 cho tới 12 đi. Yeah. Mình trừ hao. Rất là cao, cây này cái form rất là cao nha. Cây này thì quý chú mình muốn giữ nguyên tàn vậy thì mình lấy sỉ đi, tầm khoảng 10 cây để giao xe riêng. Còn nếu như lấy 1-2 cây chơi là phải con cái form tàn xuống tầm khoảng 1,5m đủ. Nhưng mà cái lô này thì chiều cao là 1,7m, mình phải giật lại về quý chú mình chăm sóc. Cái tàn ngang thì mình vẫn giữ nha. Mà cái chiều cao thì mình phải đôn xuông bông xuống. Như cắt phớt phớt, mình bấm phớt phớt này cho nó chiều cao. Những cái đọt là, phượt. Những cái đọt phượt thôi là... Cái đó về anh em cũng phải bấm lại nhẹ xíu nữa. Do cái lô này là mình không có theo nên bông nó đi truyền, mình không có xử lý hoa nha. Lô này không có xử lý hoa, nó tự nhiên thôi. Tự nó ra đọt, tự nó đâm hoa. Những lô này mà lô này mang lấy hết lô này về thành chậu Tết là rất là ngon luôn. Tại vì lúc này là mùa này, cái cây này nó mới vừa rớt đợt hoa, em về bấm lại xử lý tược, đi tược đồ lại là ra bông tới vừa Tết luôn. Rồi mình còn cái chi tiết gì nữa không Phú ơi? Dạ, nói chung là cũng mong được anh em cô chú anh chị ủng hộ trong cái clip ngày hôm nay. Rồi mình dạ. Báo giá bữa nay là cái lô mỹ học này thôi ha. Dạ. Số lượng là một. Số lượng trăm cây. Trăm cây. Trăm cây đi. Giá 300, còn số lượng mà từ 10 cây 20 cây á là giá 450, còn 1-2 cây á là giá 550. Bao phí ship. Cây này thì cộng theo cái tiền phí ship rồi, cây này thì cũng tầm khoảng vài trăm ngàn tiền phí ship rồi. Dạ, còn anh em nào mà cho xe, anh em nào mà chạy xe xuống tới vườn coi, bứng thảy ra lên xe cho anh em á, giá của nó chỉ là có, giá của nó là 250. Rồi. Rồi, bán tại vườn. Rồi. Mình từ dao động từ 10 tới 12. Mấy anh em mua số lượng 10 cây thì em tặng 1 cây, còn mua số lượng 100 cây em tặng 10 cây. Rồi. Dạ. Thì thôi mình kết thúc clip luôn ha. Thì cũng gửi tới quý chú ha. Quý chú mình xem cần cái nguồn. Và nếu như thích lô này thì cứ liên hệ chỗ em bên Phú Pháp Thái TV. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú vào những clip tiếp theo. Do cái bìa này mình đi không được quý chú ơi, nó phải chen nhau vậy nè, nó sát mấy hầm này. Lô này thì form tàn thì đặc đẹp. Dạ, lô này mà quý cô chú mình bứng ra gời ra một cây á, là nhìn nó rất là năng luôn, rất là to, tại vì nó nằm chung với nhau, mình thấy nó nguyên một hàng vậy nè. Mình khó hình dung. Đứng vô. À, quý chú mình thấy à. Không có gọi là không có che được đó cái gì hết trơn. Này là chen vô không được à. Tại vì tàn với tàn nó đường với nhau nè. Mà mấy anh em lô này bứng ra là phơm tàn rất là tròn, tại vì chi ở dưới mấy anh em coi theo cái chi á. Đúng rồi. Nó cái tay cành. Tay cành. Nó bung tứ diện, nó không bị lép nè. Tứ diện không bị lép bên nào hết. Tay trái phải rồi nó lên giót lọt luôn nè. Dạ. Yeah. Rồi thì quý chú nào cần thì cứ đến vườn, và đặc biệt nếu như có điều kiện á thì đến vườn, còn nếu như ở xa thì quý chú mình có thể hỗ trợ qua số Zalo của em Minh Phú thêm để chi tiết. Phát thái vi chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha.